Còn những đại gia mà giàu, những cái bà chủ mà vợ đại gia giàu á, họ mong mỗi tuần đứa con nào gọi tôi ra để tôi gặp nó. Mà bữa đó đứa con đi chơi với ghệ hay bồ á, là 4 tháng nó còn chưa gọi má đi ăn nữa. Thì bà nằm ở nhà 4 tháng nó con biết không? Tại vì bà chủ giàu với ông chủ giàu với bà bạn giàu họ ít bây giờ mời nhau lắm. Họ cái nhã của họ đó. Tại sao tôi mời bà? Tôi mời bà tức là tôi nịnh bà. Cho nên lúc nào họ làm một cái hành động gì là cái nhã của họ lên trước. Cho nên cuối cùng họ sống rất là khổ, rất là thiếu tình cảm, rất là cô đơn. Họ mới vừa mua cục hột sòn 30 carat 10 triệu mà muốn kiếm người khoe cũng không có. Cho nên lâu lâu họ phải tổ chức một bữa ăn để mà họ khoe với nhau thôi. Cái bữa buổi tiệc đó, Thượng nói sao buổi tiệc này mình không đặt tên khác đi. Cái đó mày muốn đặt tên gì kìa. Mấy ông kêu là mày không à, đại thu nhỏ nhất. Mày muốn đặt tên gì? Ờ đặt buổi tiệc khoe hột sòn. Trời ơi. Cái bộ nói chuyện tiếu lắm nhưng mà chửi là cũng vui thôi. Chứ em vô em thấy toàn là khoe không à. Ừ, khoe hột sòn, vui thiệt. Có nhiều bà khoe. Ở nhà tôi có một lọ luôn vậy đó. Cái lọ mà bà đưa cái tay vậy nè, mà hột sòn đầy cái lọ là con hiểu bao nhiêu tiền rồi đó. Mà sư phụ biết mấy người này là không có nói láo. Ghê á con.